择掉，新买的是好啊，当改善，我不要算的。我这个汤包，我要嘞，我感觉爱你。Các bạn nhìn, đây là hai gương mặt sáng giá nhất trong là sự cố cao của chúng tôi bây giờ. Rất tiếc là hôm nay kỷ niệm 5 năm mà chúng ta lại không có mặt được những anh tài hồi xưa, ví dụ như Cương, Huy này, Duy Quang, đúng không? Nhưng mà đây là hai anh tài sáng giá nhất sự cố cao, ít nhất ở Hà Nội bây giờ, đúng không? Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, xin mời hai anh quạt tù tì với nhau. Mọi người nhá. Đấu mấy lượt ạ? Chúng ta đấu 5 lượt, mỗi lượt 45 giây. Nhá, lúc nãy chỉ đấu 4 lượt, 45 giây, 5 lượt 45 giây. Hay là còn muốn mỗi lượt 3 phút không? Đùa thôi, mỗi lượt 45 giây nhá. Còn cái gì nào? 1, 2, 3. Rồi, ai đi trước? Nam đi trước và Sơn giảm bước sau. Rồi, anh em ơi! Let's go.
gì. Còn nữa nào không? Còn hai người chơi, còn hai người chơi không?
Trong tay tôi đã có kết quả
của trận đấu vừa rồi. Tôi chắc chắn với các bạn, một trong hai người này là nhà vô địch. Bây giờ nhá, như sau này. Anh Hùng. Rồi, các bạn nhìn từng bước đi của anh Hùng ra đây nó căng thẳng nha. Anh em đứng lên nào. Lên nha. Đây chứ là khoảng khắc nào. Lên nha nhá. Rồi, tỏ cái này là làm tí tung không ai rơi vào đây. Trước luôn Nguyên ạ, 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 Nguyên làm trước luôn mà. Bây giờ á, hôm nay thì tôi muốn làm khác một chút. Rồi, tí nữa hai em sẽ bước ngay ạ. Ôm nhau một tí, ôm kiểu ôm nhảy luôn nha. Và anh Hùng đứng đằng sau hôm nay không cho mình đi vay nữa. Và cả hai người sẽ là nhà vô địch. Các bạn, khi mà tôi công bố người giành được cúp, các bạn sẽ tung cả hai bạn lên. Sẵn sàng không? Chúng tung lên, tung tránh cái sao đó. Thấy chưa? Bỏ lên đây làm giúp tôi. Người anh em ơi! Anh em ơi! Thank you.